Huấn luyện viên Myanmar tuyên bố điều bất ngờ trước khi đến Việt Nam, thầy Park đau đầu đối phó. Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Myanmar trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 vòng bảng AFF Cup 2022 vào lúc 19:30 ngày 3 tháng 1 2023. Để chuẩn bị cho trận đấu này, đội tuyển Myanmar bao gồm 36 thành viên sẽ di chuyển tới Việt Nam và dự kiến có mặt tại Hà Nội vào chiều ngày 1 tháng 1/2023. Có thể nói đội tuyển Myanmar là một đội sông đất cho bóng đá Việt Nam khi mà đặt chân đến đúng ngày đầu tiên của năm 2023. Họ cũng chính là đối thủ đầu tiên của Việt Nam trong năm mới. Sau khi ổn định chỗ ở tại Hà Nội, đội tuyển Malaysia sẽ có hai buổi tập trước khi bước vào trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Dự kiến Myanmar sẽ tập trên sân phủ Mỹ Đình vào ngày 1 tháng 1 trước khi làm quen sân Mỹ Đình vào ngày 2 tháng 1. Bóng đá Myanmar từng không ít lần khiến Việt Nam gặp khó khăn. Trong hành trình vô địch AFF Cup 2018, thay cho ông Park thì hòa đúng một trận vòng bảng trước Myanmar. SEA Games hồi tháng 5 vừa qua, tình huống tỏa sáng của Hùng Dũng giúp U23 Việt Nam chật vật đánh bại U23 Myanmar ngay tại sân nhà. Dù đã chính thức bị loại nhưng chắc chắn Myanmar sẽ là một đối thủ không thể dễ đối với chúng ta. Trước khi sang Việt Nam, huấn luyện viên Anthony Hay đã tuyên bố đội tuyển Myanmar sẽ cố gắng có điểm trước Việt Nam để chia tay giải đấu theo cách đẹp nhất có thể. Đội bóng của vị huấn luyện viên Anthony Hay đã có điểm mạnh về thể lực, tuy nhiên lối chơi vẫn chưa thật sự sắc nét nên gặp bế tắc trong khâu triển khai. Tuy nhiên, hoàn thủ một hàng thủ lùi sâu luôn là thử thách khó với đội tuyển Việt Nam. Trong ngày cuối cùng của năm 2022, đội tuyển Việt Nam đã trở về nước từ Singapore sau trận hòa 0-0 trên sân khách ở bảng B. Ngay lập tức, huấn luyện viên Park Hang-seo đã cho phép các cầu thủ được tự do đi chơi hoặc là về thăm gia đình trong ngày cuối cùng của năm. Cùng với 7 điểm có được sau 3 trận đấu, đội tuyển Việt Nam và Singapore đang tạm thời dẫn đầu bảng B, xếp sau đó là đội tuyển Malaysia với ít hơn 1 điểm. Hai đội bóng xếp cuối là Lào và Myanmar mới chỉ có 1 điểm. Như vậy, trước trận lượt cuối cùng, hai tấm vé đi vào bán kết sẽ là cuộc đua tam mã giữa Việt Nam, Singapore và Malaysia. Theo quy định của ban tổ chức giải, khi mà các đội bóng bằng điểm nhau, chỉ số phụ đầu tiên được xem xét đến ở kỳ AFF Cup 2022 là hiệu số bàn thắng bại trong tất cả các trận đấu vòng bảng. Thứ hai là số bàn thắng ghi được trong tất cả các trận đấu vòng bảng. Nếu cả hai chỉ số phụ kể trên bằng điểm nhau, sẽ xét đến thành tích đối đầu giữa các đội bóng bằng điểm. Thứ tư là thi đấu luân lưu. Phương án cuối cùng là bốc thăm máy rủi. Đội tuyển Việt Nam sẽ chắc chắn giành vé đi tiếp nếu có điểm trong cuộc tiếp đón Myanmar. Để có được ngôi đầu bảng, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có một chiến thắng trước đối thủ. Khi đó với 10 điểm trong tay và hiệu số vượt trội, đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ dẫn đầu bảng mặc kệ kết quả trận Singapore gặp Malaysia. Trường hợp để thua Myanmar, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tiến thẳng vào vòng trong khi Singapore vượt qua Malaysia. Khi cả đội tuyển Việt Nam và Singapore cùng thua trận lượt cuối, Malaysia chắc chắn đứng đầu bảng. Khi đó chỉ số phụ đầu tiên được xét đến giữa đội tuyển Việt Nam và Singapore sẽ là hiệu số bàn thắng. Với hiệu số tốt hơn rất nhiều, đội chủ sân Mỹ Đình khó có thể bị loại. Trường hợp duy nhất để đội tuyển Việt Nam dừng bước sau vòng bảng là khi chúng ta nhận thất bại với cách biệt 6 bàn. Còn trận đấu giữa Singapore và Malaysia có tỷ số hòa hoặc Malaysia thắng tối thiểu Singapore. Lúc này đội tuyển Việt Nam sẽ thua về hiệu số với cả hai đối thủ còn lại. Đương nhiên, đó là xét trên lý thuyết. Thực tế, đội tuyển Việt Nam sẽ quyết tâm để đánh bại Myanmar đứng đầu bảng B nhằm tránh đội đầu bảng A. Xét về tương quan lực lượng, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo được đánh giá cao hơn nhiều. Ngoài ra, họ còn được thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình. Đối với Singapore, họ cũng cần một điểm ở lượt cuối cùng với Malaysia để có thể chắc chắn có mặt ở bán kết. Trong trường hợp bại trận, Singapore chỉ đi vào vòng trong khi đội tuyển Việt Nam để thua Myanmar đậm hơn 7 bàn so với trận thua của Singapore trước Malaysia. Với việc mới chỉ có 6 điểm, Malaysia buộc phải đánh bại Singapore để ghi tên mình vào bán kết. Kết quả hòa hoặc thất bại sẽ khiến cho Malaysia bị loại, buộc phải giành tròn 3 điểm nhưng bù lại đoàn quân của ông Kim Pan-gun có lợi thế sân nhà. Sự tiếp lửa của khán giả trên khán đài hứa hẹn sẽ đem đến ưu thế lớn cho Malaysia để đảo ngược thế cờ trên bảng xếp hạng. Trở lại câu chuyện của đội tuyển Việt Nam, nhiều tờ báo Hàn Quốc cho rằng hàng công của đội tuyển Việt Nam đang thi đấu kém ấn tượng. Tờ Osin của Hàn Quốc đã viết, thực hiện 19 cú sút không có bàn thắng, đội tuyển Việt Nam đổ lỗi cho mặt cỏ nhân tạo. Trong bài viết, tác giả bình luận, đội tuyển Việt Nam đã áp đảo hoàn toàn so với Singapore. Họ tung ra tới 19 cú dứt điểm nhưng không thể ghi được bàn thắng nào. Trong đó, dòng vàng chỉ thực hiện 4 cú dứt điểm trúng đích, còn lại phần lớn đều ra ngoài. Có một vài tình huống đội tuyển Việt Nam đã phối hợp tốt nhưng đã bỏ lỡ cơ hội. Sau màn trình diễn không tốt, đội tuyển Việt Nam chỉ có thể đổ lỗi cho mặt cỏ nhân tạo. Trong khi đó, tờ Đông Á bình luận, đội tuyển Việt Nam cố giành vé sớm vào bán kết. Họ cũng chưa từng thua Singapore kể từ năm 1999. Ở trận đấu giao hữu cách đây 3 tháng, đoàn quân của Park Hang-seo cũng giành chiến thắng tỷ số 4-0. Do đó, họ rất tự tin. Thực tế, đội tuyển Việt Nam kiểm soát hoàn toàn thế trận. Họ cầm bóng tới 75% thời lượng trận đấu.
Còn những pha phản công của Singapore chưa đủ sắc sảo để khiến đội bóng của huấn luyện viên Park lúng túng. Đội tuyển Việt Nam bất lực trước hàng thủ được tổ chức tốt như Singapore. Dù cầm bóng nhiều nhưng họ hiếm khi thoải mái dứt điểm. Đáng tiếc nhất là tình huống sút bóng đập cột sọc của Hoàng Đức. Còn lại độ chính xác trong các pha dứt điểm của đội tuyển Việt Nam khá là kém. Rõ ràng huấn luyện viên Park Hang-seo có lý do để không hài lòng với trận đấu này. Đội tuyển Việt Nam tạo ra một cột mốc thất vọng sau 7 năm họ không thể ghi bàn vào lưới của Singapore. Kết quả bốc thăm AFF Cup 2022 đã định hình ra kịch bản đội tuyển Việt Nam xếp nhất bảng B, đá bán kết lượt đi trên sân nhà Mỹ Đình, đá lượt về sân nhà của đội nhì bảng A. Tại bảng A lúc này, khả năng đội tuyển Thái Lan xếp nhất là rất cao sau khi thầy trò huấn luyện viên Poking dù mất người nhưng vẫn đã có gỡ hòa 1-1 trên sân của Indo. Điều này giúp đội tuyển Thái Lan tạm xếp đầu bảng A với 7 điểm, ngang bảng Indo nhưng đứng trên nhờ hiệu số thắng bại. Ở lượt đấu cuối, đội tuyển Indo sẽ phải làm khách trên sân của Philippines, trong khi đội tuyển Thái Lan trở về Bangkok tiếp đón Campuchia. Kịch bản người Thái để tuột ngôi đầu sẽ khó diễn ra, nhưng khi mà trọng trách về trách nhiệm, bộ phận hậu cần của VFF thì cần phải tính toán mọi khả năng xảy ra, là khi chúng ta gặp Thái Lan hoặc Indo để đặt vé máy bay và khách sạn. Nếu đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan thì việc tìm chuyến bay khá là đơn giản. Mỗi ngày có khá nhiều chuyến bay, nhưng việc bay tới Jakarta của Indo thì lại rất khác. AFF Cup 2022 diễn ra trong giai đoạn rất nhiều khách du lịch có kỳ nghỉ dài cuối năm. Không những là giá phòng và mọi chi phí đều tăng, mà giá vé máy bay cũng đã trở nên căng thẳng, nhất là đường bay Việt Nam và Indo. Trong trường hợp tương tự, hai ngôi đầu bảng của A và B không đổi, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Indo trên sân Mỹ Đình vào ngày 6 tháng 1, trước khi có chuyến sang Jakarta để đá lượt trận về ngày 9 tháng 1. Theo phản hồi từ tình hình vé hiện tại thì khả năng đội tuyển Việt Nam không tìm được chuyến bay thẳng tới Hà Nội và Jakarta. Khi đó, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có thể phải chấp nhận phương án bay đường vòng quá cảnh 1 tới 2 điểm thì mới tới được Indo. Trong những ngày này, bên cạnh ổn định tổ chức và chuẩn bị tốt cho trận gặp Myanmar vào ngày 3 tháng 1 tới, bộ phận hậu cần VFF cũng đang chủ động tích cực lên phương án tốt nhất để giải quyết thách thức này cho đội tuyển Việt Nam.